Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần chữ trong thiết kế của AI. Thì bản thân chữ của chúng ta thì nó có rất là nhiều loại này, các bạn nhìn ở đây. Ví dụ chúng ta tích vào thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có 1 này, 2 này, nha, 3, 4, 5, 6 và 7. Có 7 loại text. Nhưng thực chất chúng ta chỉ dùng 3 loại đến 4 loại thôi. Ví dụ 1 loại, 2 loại, 3 loại và 4 loại thôi. Chỉ còn tất cả những cái phần còn lại này là chúng ta không có dùng. Bởi vì nó sẽ, cái ứng dụng nó sẽ không cao nhá. Và các bạn lưu ý rằng là trong phần text của chúng ta nó chia 2 loại. Phông chữ. Phông chữ thì chỉ có 2 loại thiết kế đồ họa của chúng ta thôi. Đó là phông có chân. Phông có chân nghĩa sao ạ? Chúng ta tích ra một cái và chúng ta phóng to cho các bạn xem. Đây ạ. Chúng ta sẽ chọn một cái phông có chân là phông như này. Đúng không ạ? Và phông có chân chính là những cái biểu tượng mà đây này, chỗ này này, nhìn chưa? Có chân này. Có chân này, nhìn chưa? Người ta gọi là phông có chân. Loại phông thứ hai là phông không có chân. Đó là gì? Chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta chọn những cái phông trơn như này, gọi là phông không có chân. Và tất nhiên là trong giá trị thường thường là người ta sử dụng những cái phông không có chân cho những cái sản phẩm như làm online nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó dễ đọc, dễ nhìn. Nhưng để muốn làm ra những cái sản phẩm liên quan đến văn hóa, liên quan đến cái bề dày một tí thì các bạn sẽ chọn những cái phông có chân cho tôi. Và tất nhiên phông chữ của chúng ta trước khi làm thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu là phông chữ phù hợp với ngành nghề. Ví dụ các bạn có thể search về phông về mỹ phẩm này, các bạn có thể search về phông về thời trang, các bạn có thể search về phông về kiến trúc, nội thất. Và các bạn sẽ thấy một cái điều như sau là, ví dụ đối với phông về kiến trúc nội thất thì thường thường người ta sẽ chọn phông chắc khỏe, đúng không ạ? Dày, nó thể hiện cái ngành nghề của họ. Phần thứ hai, nếu mà các bạn chọn những cái phông về mỹ phẩm thì các bạn có thể chọn phông có chân, phông viết tay và làm tạo sự mềm mại. Đó, chứ chưa nói về màu sắc nữa. Thì ở đây trong cái giá trị của thiết kế của các bạn, bạn đánh một cái text ra nhá, các bạn nhìn text này. Thì ở đây nó cũng có một cái loại nữa là text tiêu đề. Text tiêu đề nghĩa là sao? Ví dụ bạn có một chương trình khuyến mại hoặc là một chương trình của một công ty hoặc là tên của sản phẩm thì người ta gọi là text tiêu đề. Và đối với những text tiêu đề thì chúng ta được quyền là biến đổi nó, cách điệu nó để tạo ra một cái phông chữ, để tạo ra một cái cách trang trí chữ cho các bạn nó đẹp hơn. Nhưng đối với text văn bản thì không nhá. Bởi vì các bạn sẽ nhìn thấy cái chai nước của tôi đằng sau này nó có text này, nhìn text văn bản chưa? Nó rất nhiều. Và đối với những sự rất nhiều này thì các bạn không thể dùng phương pháp là convert nó ra rồi chúng ta biến đổi nó vẽ hoa lá cành được. Mà chúng ta sẽ giữ nguyên định dạng đấy. Và phông chữ thường thường text văn bản thì thường là những cái phông dễ nhìn, dễ đọc và thông thường thôi, để cho người ta biết được cái nội dung của thiết kế của chúng ta thôi nhá. Rồi tiếp theo, trong phần thiết kế của chúng ta nữa thì ở đây nó có 2 loại, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với loại tiếng Anh thì các bạn nhớ một điều rằng là khi mà làm với khách hàng thì phải yêu cầu khách hàng cung cấp bản Word. 2, nếu mà khoai hơn nữa thì các bạn sẽ phải làm sao ạ? Các bạn lấy cái nội dung text đi và đưa sang cửa hàng photo và các bạn đánh lại cho tôi. Và thuê người ta với một cái mức giá nó không giống như mức giá tiếng Việt đâu nhá. Nếu bạn chọn những cái cửa hàng photo bình thường nó sẽ không đánh cho các bạn. Nên là bạn sẽ kỳ cặt, bạn đánh lại từ đầu thì nó sẽ rất là mệt. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn với phông tiếng Việt thì đối với các cửa hàng photo thì nó đánh quá nhanh luôn, đánh vèo cái xong. Và chúng ta chỉ trả một cái mức phí quá ít để chúng ta mang cái đó về và chúng ta chỉ việc giảm thôi. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, vậy trước khi vào đồ họa của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ học về cái quy luật tương phản. Tương phản nghĩa sao ạ? Trong cùng một chữ của chúng ta, chúng ta có thể tích đúp vào một biểu tượng, quét qua bên này. Và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như nào sổ xuống nhá. Ví dụ tôi chọn một cái phông này cho các bạn xem. Chọn một cái phông chữ bằng cách tích vào đây và đánh thẳng trực tiếp đây. Chúng ta chọn vào UTM AVO. Đây là một trong những cái phông mà rất là thông dụng. Có nghĩa là đây là phông người ta đã được Việt hóa rồi. Tất nhiên nó giống như phông chữ nước ngoài, nó đẹp. Nhưng mà nó lại không quá đẹp so với cái việc mà các bạn đi tìm những phông nước ngoài. Phông nước ngoài làm đẹp hơn nhưng mà lại không có dấu. Nên bắt buộc là các bạn sẽ phải chế dấu, bạn làm cho nó tốt hơn. Đó thì bạn nhìn này, trong cùng một phông chữ của chúng ta nó có thuộc tính. Ví dụ đây là tên phông. Thứ hai, đây là thuộc tính của nó này. Nhìn đâu ạ? Ở đây nó sẽ có gì? Nét mảnh, nghiêng, bốn và đậm nghiêng. Đó. Vậy trong cùng một thiết kế của các bạn, bạn có thể nhấn nhá một vài chữ như sau, bạn quét qua. Bạn có thể chọn cho tôi một chủ đề liên quan đến độ đậm nhạt. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có sự tương phản giữa gầy và và dày, đúng không ạ? Mỏng và dày. Và cái dày này chúng ta thường là chúng ta sẽ làm cái việc nhấn nhá cho nó có thể là liên quan sự kiện, nó có thể liên quan đến triết lý, liên quan đến cái mục tiêu của sản phẩm. Ví dụ chương trình giảm giá 60%, giảm giá thì lại bé và nét gầy, nhưng mà 60% thì lại là phải to lên để nó bắt mắt hơn. Các bạn hiểu cái này không ạ? Vậy trong cùng một phông chữ của các bạn có thể chọn thuộc tính làm nét gì? Nét gầy và nét dày hơn nhá. Tiếp theo, phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta có thể copy một cái giá trị tương phản thứ hai, các bạn có thể tích đúc vào đây và chúng ta sẽ quét qua, và chúng ta có thể chọn cho nó một cái màu sắc. Ví dụ chúng ta chọn màu đỏ. Các bạn sẽ thấy là tôi đã tương phản giữa gì? Đen và đỏ rồi. Và tôi muốn nhấn mạnh vào cái giá trị đó là màu đỏ này. Và theo một nghiên cứu thì các bạn nhớ một điều rằng tất cả những giá trị màu đỏ, màu cam rất là bắt mắt trên thị trường. Có nghĩa là khi bạn làm những cái online thì bạn chọn màu đỏ này, màu cam thì được tỷ lệ kích vào rất là nhiều, nhưng mua thì lại không nhiều. Các bạn nhớ nhá. Bởi vì các bạn có thấy là nó xuất hiện thấy bắt mắt quá, ok tôi kích vào thôi, nhưng mà chưa chắc tôi đã có nhu cầu. Nhưng cái tỷ lệ của những người mà làm những cái màu sắc nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ màu xanh, các bạn biết màu xanh da trời không, nó nhẹ hơn rất nhiều, nó không bắt mắt như người ta. Nhưng đại đa số nếu mà người ta đã kích vào thì tỷ lệ mua cao hơn hẳn so với màu đỏ. Bởi vì các bạn có thấy là không bắt mắt mà người ta vẫn phải tìm ra cái text đấy, và người ta tìm cái nội dung để người ta kích vào, thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ mua cực kỳ cao nhá. Thì cái này nó đã có nghiên cứu rồi. Tiếp theo các bạn sẽ có một giá trị nữa là bạn copy xuống và chúng ta sẽ được quyền là tách ra. Bởi vì nếu các bạn muốn rằng cái phông chữ chúng ta đặc biệt thì chúng ta phải tách ra. Tách ra để làm gì? Biến đổi cho nó dễ. Ctrl X và chúng ta sẽ chọn một cái text và chúng ta đánh vào đây. Và lúc này bên này thì để mảng, nhưng bên này chúng ta có thể ấn vào Shift để nét, tương phản giữa mảng và nét. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có thể để âm dương. Âm dương nghĩa là sao ạ? Chúng ta có thể để trên một cái mảng màu. Bên này sẽ là màu đỏ, cho xuống dưới tất cả. Và tương tự như vậy tôi sẽ chọn vào bên này là màu đen. Người ta gọi là âm dương của chúng ta đấy ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Đây cũng là một giá trị về tương phản. Tất nhiên để muốn làm đẹp chúng ta sẽ phải có một cái thứ nữa là đi download toàn bộ tất cả những cái banner trên thị trường về khai thác ngành nghề. Và chúng ta sẽ dùng text và chúng ta chép lại. Nhớ một điều rằng chúng ta tìm được phông chính xác của họ khó, nhưng chúng ta chọn phông tương tự thì dễ. Các bạn hãy chọn phông tương tự giúp tôi nha. Chép lại từ màu sắc đến con chữ, đến cái phần sắp xếp của nó cho nó chính xác. Và các bạn cũng lưu ý rằng là trong thiết kế chữ của chúng ta dành cho một sản phẩm đồ họa không dùng quá 3 phông. 3 phông là thực dạng là đã là hạn chế lắm rồi. Chúng ta chỉ dùng đến 2 phông chữ thôi. Các bạn lưu ý nhé, chỉ dùng 2 phông chữ cho tôi thôi. Bởi vì dùng 3 phông nó sẽ bị loạn tùng xạ lên nhá. Nên dùng ít thôi, được không ạ? Tiếp theo. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu về bản chất của đối tượng về chữ của chúng ta rồi thì text của chúng ta là như thế này. Và còn một cái loại là text có thể là cong và thẳng. Thì riêng phần text cong và thẳng này tôi nói thật cho bạn biết đây là một trường hợp dùng text cực kỳ khó. Nó sẽ xuất hiện trong một số trường hợp như là ví dụ các bạn làm trên đĩa CD. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Huân chương huy hiệu đoàn. Các bạn có nhìn thấy cái chữ chạy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do không ạ? Loại thứ ba là các trên nhãn sản phẩm về rượu. Các bạn có nhìn thấy rượu nó có một cái chữ trên nhãn nó có chữ cong cong mà ở phía trên đấy. Nhưng không phải cái trường hợp nào chúng ta cũng sử dụng được. Và sử dụng rất là khó. Nếu bạn nào mà muốn chuyên sâu vào chữ, hãy nghiên cứu cho tôi văn hóa lịch sử của thời kỳ đó. Ví dụ Biệt động Sài Gòn năm 1945, chúng ta sẽ chọn những cái phông khẩu hiệu ngoài đường. Em nhìn không ạ? Là những cái phông trơn, dày mình, đúng không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng đối với một người đi chấm của các bạn, người ta có văn hóa thì người ta sẽ chấm bạn đúng nghĩa của nó. À, bạn này dùng phông cực kỳ là chuẩn luôn. Trong khi đó có nhiều người vào bảo ui tại sao phông bạn không đẹp đấy. Đúng rồi, nhưng mà nói câu đấy là chúng ta không hiểu về lịch sử. Thời kỳ đấy là người ta chỉ có phông đấy thôi. Có làm gì có phông hoàn toàn là vằn đâu các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tôi nghĩ rằng trước khi mà các bạn làm một thiết kế nào thì bạn phải tìm hiểu cái nhãn sản phẩm, cái ấn phẩm của họ. Thì các bạn nhớ là trên cái ấn phẩm của họ sẽ có chữ, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng biết rằng là văn hóa thời kỳ đó đang dùng về phông chữ gì. để chúng ta có kiến thức để chúng ta nói chuyện với khách hàng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, phong Việt Nam làm khó cực luôn. Nhưng phong nước ngoài làm dễ, bởi vì lý do phong nước ngoài không có dấu, phong Việt Nam có dấu. Người nước ngoài không tham, người Việt Nam rất tham. Có nghĩa là đưa rất nhiều chữ vào trong thiết kế nhưng mà đôi lúc lại không nói được cái mục đích của chúng ta là cái gì. Và thậm chí là còn không hiểu về công nghệ thông tin là chúng ta là như thế nào. Ví dụ, các bạn nhớ một điều rằng là khi cái chữ của các bạn làm trên cái banner Facebook thì cái chữ của chúng ta chỉ chiếm về tỷ lệ 20% thôi. Nên khi bạn làm, bạn hãy chia cái hình vuông của bạn là thành 5 ô cho tôi theo chiều đồng ngang và 5 ô theo chiều đồng dọc. Vậy thì có phải 5 ô là tỷ lệ 20% không? Em hãy đặt chữ vào 5 cái ô đấy cho tôi, sau đó bạn đi lấy cái chữ đó ra đặt đúng vị trí quy định của các bạn. Các bạn có thấy là quy định chữ chúng ta hay nằm ở ngang không ạ? Nhưng chúng ta đầu tiên chúng ta cứ xếp vào 5 cái ô trên đã hoặc 5 ô dưới đã để chúng ta đạt tỷ lệ 20% đã, rồi chúng ta bắt đầu mới thiết kế. Các bạn nhớ nhá. Tiếp theo này, khi làm về thiết kế đồ họa, các bạn lưu ý cho tôi là có rất nhiều bạn rất vui tính. Vui tính ở chỗ nào? Đó là đi download toàn bộ tất cả những cái thiết kế trên mạng về. Và tất nhiên thiết kế trên mạng thì các bạn có thấy tách nó ngắn không ạ? Nó rất ngắn. Nhưng khi về cái mà mình làm cái của mình thì tách nó dài ngoằng ra. Đâu có được như vậy đâu, đâu có đẹp được như thế đâu. Nên cái nguyên tắc khi thiết kế bao giờ người ta cũng phải lấy được tách của khách hàng trước đã. Có nghĩa là khách hàng yêu cầu bao nhiêu tách thì lúc đấy chúng ta phải sẵn ra là chúng ta đặt vào vị trí để sau này khi mà chúng ta paste vào, chúng ta làm thì lúc đấy chúng ta sẽ không bao giờ bị sao? Bị kích về mặt bố cục hay là bị thiếu về chỗ này chỗ kia. Phải có tách của người ta trước đã. Và trên cái phương diện tách đi thì chúng ta có thể góp ý với nhau là đoạn này hơi bị dài, không nhất thiết phải cho vào. Đoạn hơi rườm rà, không nên cho vào. Và khi một cái nội dung xem thì người ta nếu biết rằng khách hàng người ta không đọc thì chúng ta phải tính toán. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Ví dụ hồi xưa người ta thiết kế một cái standee thì bây giờ hay đưa số điện thoại, địa chỉ, điện email. Còn bây giờ thì người ta phải đưa mã QR và người ta quét cái vượt phát là xong. Tại sao người ta không để địa chỉ điện thoại ở phần phía dưới của standee? Bởi vì làm sao không ai ngồi cúi xuống để đọc cái đấy đã. Các bạn hiểu cái này chưa? Và cái mã quét bao giờ nó phải ngang tầm tay của chúng ta thì khi mà chúng ta quét nó nhanh rồi. Các bạn hiểu không ạ? Cái standee là cái mà chữ X đấy và chúng ta sẽ in ra, nhưng vấn đề là nó phải tầm mắt của chúng ta. Và có những cái sản phẩm các bạn lưu ý cho tôi là nó sẽ nhìn với tỷ lệ là cách 25cm, 30cm. Nhưng có những sản phẩm thì chúng ta phải nhìn cách xa hàng vài chục mét, vài trăm mét. Ví dụ biển quảng cáo thì bạn yên tâm một điều rằng phải cắt cách vài chục mét. Và vài chục mét như vậy nếu mà em làm những cái chi tiết nội dung của chúng ta quá nhỏ, chúng ta không bao giờ đọc được. Chữ one không đọc được. Nhưng với một cái tách one đấy với giá trị là 25cm thì bạn yên tâm một điều vẫn có thể chơi được. Các bạn có thấy là tờ rơi có phải cầm tay không? Các bạn có bao giờ xem tờ rơi là bạn dán vào tường xong bạn chạy 100m và bạn bật lọc không? Không đúng không? Nên chính vì vậy mà cái câu chuyện của chúng ta phải cực kỳ hiểu về sản phẩm chúng ta đang làm. Đấy, riêng về tách của chúng ta nó rất quan trọng như vậy. Rồi. Và hôm nay thì trước khi mà vào một cái chủ đề thì chúng ta sẽ có một cái việc như sau. Ví dụ hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề về xe. Và trước khi làm về chủ đề xe thì tôi sẽ phải yêu cầu thương hiệu sẽ phải cung cấp cho tôi. Thứ nhất là logo. Và logo này là logo gì? PNG. Và các bạn yên tâm một điều rằng cái logo này phải rất là lớn. Tí nữa lớn để chúng ta sẽ biến cái logo nó trở thành phiên bản gì? Đó là vector. Nói thứ hai các bạn sẽ phải tìm hiểu cho tôi là gì ạ? Tại vì trong ở các hãng xe thì người ta có một cái loại ra mắt sản phẩm mới. Và người ta có thể làm catalog về cho chính cái sản phẩm đấy thôi, không cần phải làm hết. Còn cái quyền làm hết ấy, thì sau này khác nhá. Đấy là quyền của công ty riêng. Còn cái quyền mà làm theo kiểu từng sản phẩm mới ra thì người ta lại có quyền riêng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên trong quy trình khi làm thì các bạn sẽ phải tìm cho tôi đó là gì? Đối với một dòng xe chúng ta sẽ phải chọn hình ảnh. Ví dụ tôi chọn một cái màu đỏ. Tiếp theo đây là ngoại hình. Sau đó chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho vào nội thất. Nội thất có gì hay không? Rồi mặt trước có gì không? Mặt sau có gì không? Và tất nhiên để muốn bán được một dòng xe người ta thiên về cái phần option và phần tính năng an toàn của nó. Chứ không phải có, tôi đã chứng kiến có rất nhiều bạn làm về xe nhưng mà chỉ đưa một cái xe ra và đưa giá thôi ai mua. Đúng không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng chúng ta đang bán cho một khách hàng đấy cực kỳ khó tính. Khách hàng đấy đã đi xem quá nhiều thông tin rồi thì chúng ta phải đưa ra những cái chế độ nó khác hoàn toàn. Và tất nhiên bạn phải có sitemap. Có nghĩa là gì? Khi bạn làm một cái quyển catalog thì đoạn cuối cùng bạn có thể dẫn đường cho họ đến cái vị trí mà các bạn mua chứ. Hoặc là ít nhất phải có số hotline, ít nhất phải có cái gì á, phải có mã QR để quét phát ra đúng về mình chứ. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, ở đây thì nó sẽ có về chế độ bảo hành của các bạn ấy, thì chúng ta phải tìm được những cái hình ảnh của một người thợ ở nước ngoài đi bảo dưỡng, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa này, các bạn nhớ một điều rằng đừng bao giờ quên xuất xứ của họ. Ví dụ chúng ta có thể chọn ra một biểu tượng là hình ảnh như thế này. Chúng ta có thể tìm núi Phú Sĩ. Các bạn biết núi Phú Sĩ chưa? Ok, chúng ta tìm những cái đấy để nói cho các bạn biết rằng là đây là một dòng xe của Nhật Bản. Và đã là Nhật Bản thì nó rất là bền, bởi vì nó ăn vào thương hiệu rồi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đó, có nghĩa là mình phải khơi gợi cho họ đấy. Và tất nhiên là nếu mà để muốn làm nó chuẩn xác nữa thì người ta còn đưa ra những hình ảnh của showroom, loại mấy, loại 1, loại 2, loại 3. Đó, có nghĩa là khi muốn bán một dòng xe thì chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để cho khách hàng hiểu về sản phẩm, tin tưởng về sản phẩm và dịch vụ sau khi người ta bán xong nó phải như thế nào. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng đấy thì bắt đầu chúng ta vào về thiết kế. Để muốn thiết kế ra một sản phẩm thì việc đầu tiên của các bạn là chúng ta sẽ quét qua cái phần chữ đặt ra bên ngoài. Phần này chúng ta là một cái khổ giấy A4. Tất nhiên là A4 thì các bạn biết là chúng ta thiết kế một cái bìa của một cái quyển catalog cho một sản phẩm mới phát hành. Một sản phẩm mới về, chúng ta sẽ chọn vào hình vuông. Đồng ý không ạ? Với cái hình vuông này các bạn sẽ quét qua cho tôi. Ở đây tôi sẽ có một cái màu, đó là màu đen. Nhìn thấy màu đen chưa? Sau khi đã có màu đen xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là chúng ta sẽ căn vào giữa khổ giấy. Hoặc các bạn có thể đánh kích thước của khổ giấy bằng công cụ Shift F7. Các bạn nhìn thấy Shift F7 chưa? Và trong Shift F7 thì tôi đã chia sẻ cho các bạn quá nhiều lần rồi. Ở đây nó sẽ có Align là căn chỉnh, Pathfinder là cắt dao, và cuối cùng Transform đánh kích thước của đối tượng. Ở đây bạn có hai cách làm. Cách làm số 1, nếu bạn chọn vào Transform, bạn hãy gõ cho tôi một chiều là mở khóa ra. Chúng ta ghi là một chiều là 21. Và một chiều là 29.7. .7 nhá. Enter này. Các bạn có thấy không ạ? Và lúc này sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ quay trở về cái bảng điều chỉnh của chúng ta bằng Align. Align lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có căn chỉnh với khổ giấy. Có nhìn cái chỗ này không ạ? Và đây là căn chỉnh với đối tượng với nhau. Các bạn có thể chọn một trong hai cho tôi. Ví dụ tôi muốn chỉ có một cái này thôi, tôi tích vào đây một cái thì tôi ấn vào đây phát tự vào giữa luôn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và bạn yên tâm một điều rằng là sau khi làm xong chúng ta sẽ xuất ra file PDF. Là nó sẽ rất nhẹ. Và nguyên tắc của thiết kế catalog trong cái giá trị về AI của chúng ta thì tôi khuyên các bạn chỉ làm từ 6 đến 10 trang trên một file thôi. Không nên làm 20 trang. Lý do rất đơn giản, nặng quá. Máy chúng ta xếp lại được nhưng chúng ta không mở lại được. Lưu lại được nhưng không mở được bởi vì quá nặng. Chứ chưa nói về một số cái ngành nghề của chúng ta. Người ta đưa cho mình những cái ảnh mới trùng mê. Mà các bạn biết AI thì cứ đưa ảnh vào xong đưa sản phẩm vào, đưa ảnh vào, sản phẩm vào, đưa ảnh vào, lại sản phẩm vào. Thì tôi thật cho bạn biết là 20 trang chắc chắn là bạn sẽ nằm trong tình trạng là bị out là chuyện bình thường. Nếu máy yếu thì thôi, chúng ta ngồi hôm nay xem bóng đá xong rồi chúng nó cổ vũ xong rồi chúng ta vừa mới xong. Rồi xong rồi một lệnh thôi ạ, chứ không phải xong hết đâu. Nhá. Nên tôi khuyên các bạn tại sao là khi chúng ta dàn trên AI thì chúng ta sẽ dàn từ 6 trang đến 10 trang trên một file. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và phần thứ hai nữa là gì ạ? Nếu sau này chúng ta học đến Illustrator rồi xong đến InDesign thì các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, bởi vì InDesign sẽ làm được ra rất nhiều tiêu chí, có thể sắp xếp được khoảng mấy trăm, một vài trăm trang trên một file được. Bởi vì nó sinh ra để dàn trang. Nên nó sinh ra để làm catalog, nó sinh ra để làm chuyện, nó sinh ra để làm catalog. Menu làm hết. Các bạn biết không? Sách báo tạp chí là người ta chủ yếu dàn trên InDesign. Tất nhiên có nhiều bạn ra trường thì chúng ta chỉ học về thiết kế banner thôi, nên chúng ta chỉ biết Photoshop và Illustrator ở đúng độ rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm nhận diện thương hiệu và sau này làm những quyển catalog thì chắc chắn bạn sẽ dùng InDesign. Và một quyển đấy thường thường nó sẽ có những cái giá rất là cơ bản. Ví dụ trang bìa chúng ta là 300.000 và tất cả những trang trong chúng ta là 150 cơ mà. Mà em có thấy một quyển catalog có nhiều trang không? Làm xong, vậy thì chúng ta có nên xây dựng những cái form dáng, những cái quyển template không? Đúng không ạ? Vậy thì lúc đấy chúng ta mới chỉ việc thay text, thay ảnh vào thì câu chuyện của chúng ta mới nhanh được. Và tất nhiên nhanh như vậy bạn sẽ là trở thành người làm thiết kế ở trong công ty cực kỳ tốt và lương chắc chắn sẽ cao. Không bao giờ có lương thấp với những người đã chuẩn bị đâu ạ. Hôm nay các bạn sướng, còn tôi khổ. Khổ là gì? Tôi phải ngồi tôi vẽ lại. Các bạn hiểu cái ý tôi chưa? Rồi, tiếp theo. Trong nguyên tắc về thiết kế bao giờ người ta cũng có vùng an toàn. Nghĩa sao ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái hình chữ vuông, chúng ta vẽ là. Và cái vùng an toàn này gọi là nó sẽ cách với cái nề của chúng ta bằng cách như sau. Tôi sẽ đánh một cái transform. Tôi sẽ gõ vào đây là 1.27, 1.27 cm, enter. Tôi tiếp tục tôi chọn và transform và tôi copy cái này xuống dưới bằng cách tích vào đây, Ctrl V, enter. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa ạ? Rồi, sau khi làm xong chúng ta hãy chọn một cái màu giúp tôi, để cho các bạn biết là tôi đã chọn một cái khoảng cách. Tại vì cái thằng Illustrator nó sinh ra nó không phải là có những khoảng cách an toàn. Các bạn có thấy trong tạp chí catalog này nó sẽ có phần từ nề đến nội dung không ạ? Là bao nhiêu cm không ạ? Thì thường thường nó sẽ cách là 1.27 cm. Cái này thầy Khánh lấy ở đâu? Thầy Khánh bị à? Không, cái này là có thật. Chúng ta sẽ bật InDesign lên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái thằng này nó sinh ra để dàn trang, nên là các tiêu chí nó đặt ra nó đã giúp cho người thiết kế của chúng ta có rồi. Nào các bạn chỉ cần chọn vào file, các bạn chọn vào biểu tượng là Ctrl N là một cái khổ giấy mới, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có vùng margin, nhìn đâu ạ, 37 pixel. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào y ấn, chúng ta sẽ chọn vào margin. Nha, đây ạ, các bạn sẽ nhìn đây, chúng ta sẽ chọn một cái đơn vị. Chúng ta chọn vào cm. Các bạn có nhìn thấy 1.27 cm không ạ? Đây gọi là vùng an toàn trong thiết kế. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau đối với phần mềm này sau. Nhưng tôi không phải là người tự bịa. Các bạn nhớ nhá, chúng ta nói đều phải có sách mách có chứng. Và tất nhiên đến một cái công ty nào đó mà bạn muốn biết được rằng cái khoảng cách an toàn bao nhiêu thì bạn hãy xin file của người ta về. Bởi vì có những trường hợp bạn làm trong một cái tạp chí thì cái tạp chí người ta để cái nề nó có thể to hơn thì bạn phải xin chứ. Thì bạn mới làm theo cách của họ chứ đừng bao giờ lấy cách của mình ra để áp cho họ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là chúng ta sẽ quay trở về AI. Tôi chọn đối tượng số 1. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Shift F7. Trong phần Shift F7 của các bạn thì lúc này nó sẽ có tiêu chí về căn chỉnh cho các bạn. Như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn, đây là căn chỉnh theo khổ giấy. Chúng ta ấn vào đây phát tự khắc nó sẽ bám theo khổ giấy và tích lên đây thì có phải là bằng nhẹ không ạ? Tôi đã có một chấm. Tiếp theo, cái giá trị thứ hai tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên. Chúng ta ấn vào sang phải, có được luôn. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn cả hai và chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy cả hai luôn. Chúng ta ấn một phát xuống dưới giúp tôi. Thế là tôi đã có 4 điểm chốt. Và 4 điểm chốt này chính là phần căn nề của đối tượng thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên cái này chỉ là căn nề thôi chứ không phải là trong thiết kế nhá. Rồi, phần thứ hai của các bạn là sau khi làm xong, bạn hãy vẽ cho tôi một cái khung được gọi là khung an toàn. Đây, khung an toàn nó sẽ nằm từ đây đến đây ạ. Có nghĩa thiết kế các bạn hãy nằm trong đây thôi. Trừ trường hợp ảnh nhá. Ảnh có thể vụt ra ngoài. Nhưng riêng phần tất thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên chọn vào đây cho tôi. Các bạn nhìn này chưa? Khoảng cách nề của chúng ta là 1.27 cm. Tại sao phải cắt nề như vậy? Bởi vì có nhiều người đặt tách này, đặt tách sát mép chỗ này. Sau đó người ta làm xong người ta lấy dao xén, người ta xén vắt vào nẹm vào thì có phải tự nhiên chúng ta thành rất là dở hơi không ạ? Nên các bạn sẽ căn nề cho tôi. Và trong thiết kế từ bây giờ đến sau này đến sau nữa mà các bạn muốn trở thành một người chuyên nghiệp về thiết kế, bạn hãy thiết kế theo lưới giúp tôi. Các bạn có thấy là trong báo và tạp chí người ta phải chia lưới, chia cột không ạ? Trong website cũng phải chia lưới và chia cột. Thì trong thiết kế đồ họa của chúng ta cũng chia lưới chia cột. Tại sao người ta phải có chia ra các loại như là chia thành 3 cột, chia thành 6 cột, chia thành 12 cột và chia thành 24 cột? Bởi vì tỷ lệ đấy là tỷ lệ rất dễ chia thành tỷ lệ 1/3. Ví dụ 3 cột thì có phải 1 cột thành 1/3 không ạ? Tại sao trong website, trong app người ta phải chia ra 12 cột? Bởi vì tương ứng với diện đấy, 4×3=12, 4 cột có phải là 1/3 không ạ? Và trong app điện thoại hay là trong website thì các bạn có thấy là 4 cột là 1/3 là tương ứng với phiên bản của mobile. Biết mobile, xem trên mobile chưa? Xem trong web nó có responsive không ạ? Phần thứ hai là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn theo phương thức thứ hai là 8 cột tương ứng với phiên bản của iPad. Và tất nhiên 12 cột thì sẽ tương ứng với giá trị đó là gì? Laptop và desktop của các bạn. Nên chính vì vậy mà người ta phải chia theo tỷ lệ như vậy thì cái lập trình viên người ta sẽ làm rất là dễ dàng. Và chia như vậy thì cái tỷ lệ của hình khi bạn đặt vào có đẹp không? 1/3, 2/3 đó là tỷ lệ vàng. Các bạn hiểu không ạ? Ok. Và lúc này tôi sẽ dạy cho các bạn một cách chia, đó là chia hình vuông thành những hình bằng nhau. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào hình. Bước 2, chúng ta sẽ chọn vào object. Object chính là đối tượng. Chúng ta sẽ chọn vào phần path và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng, đó là chia cái hình vuông thành những cột khác nhau. Tích vào đây. Lúc này Tuấn vào preview lên cho các bạn thì tôi tăng số cột lên. Đây là chia đôi, đây là chia 3, đây là chia 4, chia 5, chia 6. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia 6. Sau khi chia 6 xong thì ở đây nó sẽ có khoảng cách giữa các cột. Tôi sẽ chọn vào đây không phải là 0cm mà nó có thể là 1, 2, 3. Và tôi đã để là khoảng cách giữa các cột là gần 0,4cm. Các bạn nhìn này chưa? Chúng ta ấn OK. Lúc này chúng ta đã có một cái hệ thống lưới cột cho thiết kế trang bìa của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ chọn như sau. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Nha các bạn nhìn là chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4, chọn 5, chọn 6, chọn 7, chọn 8, chọn 9, chọn 10. Tôi có 10 cái này. Nhìn không ạ? Với 10 cái này các bạn hãy chọn cho tôi một lệnh, đó là Ctrl G lại và chọn thuộc tính opacity rơi tầm khoảng 20%. Bởi vì nó chỉ là một trong những hình thức để chúng ta căn chỉnh thôi, không phải là hình thức để chúng ta thiết kế sau này đâu ạ. Nào, sau khi làm xong, các bạn có hai phương thức. Một là trong thiết kế các bạn đã ướm đối tượng vào đúng cái khung rồi, đúng cái cột rồi, thì bạn sẽ phải tắt cái khung cột này đi bằng cách nào? Thì trong cái phần object của chúng ta nó có một lệnh, đó là lệnh Ctrl số 3. Ctrl số 3 là ẩn đi, mất, nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ có một cái lệnh là object và chúng ta sẽ chọn vào Ctrl Unban là hiện lên. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và trò này là một trong những cái trò rất là vui để khi mà các bạn làm thiết kế có nhiều đối tượng mà không may cái đối tượng của chúng ta lại nằm ở dưới cùng thì phải có cái nào quét vào toàn bộ thằng trên, ấn phát Ctrl 3 thì nhìn thằng dưới. Và lúc ấy chỉ cần chọn vào thằng dưới, ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông với tay phải thì toàn bộ tất cả những hình đấy sẽ được lên phía trên. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì đây cũng chỉ là cái giá trị về xử lý về mặt kinh nghiệm thôi. OK, chúng ta bắt đầu nhá. Sau khi đã làm xong, bắt đầu chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau, đó là tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào phần plate. Cái này lúc này chúng ta sẽ chọn đến một cái biểu tượng cho các bạn, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng, tôi sẽ chọn vào Mitsu và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là một cái file, và cái file này chính là file gì? Logo của chúng ta. Và đây là một cái file mà để chúng ta lấy về thì cái file ảnh này phải cực kỳ to, còn nếu không to đổ lại. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì tôi nói thật cho bạn biết là khi mà tôi làm dịch vụ này có những cái logo quá khó mà người ta muốn thiết kế, vậy thì tất nhiên cái giá trị là tôi sẽ phải lấy kinh phí trong việc đồ logo. Các bạn hiểu không chị? Làm gì có ai đồ đâu ạ. Và có rất nhiều khách thì lại rất buồn cười là hồi xưa đi làm của làm thiết kế một ai đó, nó đưa cho mỗi file ảnh thôi, còn file gốc nó không đưa các bạn ạ. Và người ta không có hiểu về đồ họa nên là người ta OK rồi, nhưng mà đến một thời gian sau thì không làm nữa, thì tự nhiên là chúng ta chỉ có mỗi cái file ảnh thôi, chúng ta không làm được trò gì cả. Đấy là lý do tại sao mà có những người thiết kế có tâm nhưng có những người thiết kế không có tí tâm nào luôn. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn phương pháp như sau, đó là chúng ta chọn là phương pháp là image change. Nhìn thấy image change không ạ? Khi ấn image change thì nó sẽ đưa cho các bạn đến một cái định vị là logo của chúng ta sẽ là logo đen trắng. Và tôi đã giới thiệu cho các bạn với những cái logo mà theo dạng màu xanh rồi, nếu bạn chê ra thì thường thường cái màu xanh biến mất luôn. Và bắt buộc là chúng ta phải chơi từ 3 màu, 6 màu đến 24 màu. Còn riêng đối với những cái màu mà đậm như thế này thì bạn yên tâm một điều rằng cứ chơi phát được luôn. Nó đủ to, đủ lớn rồi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào công cụ Expand. Có rất nhiều người chia sẻ những cái bài toán về đồ một cái logo nó rất chính xác. Nhưng khổ quá, quá mất thời gian. Để làm gì? Trong khi đó tôi đồ vẫn được mà. Tôi đồ không vẫn được mà. Bạn dùng có thể dùng tư liệu nhưng mà cái đấy không ai nhớ. Nhìn thấy không ạ? Tôi tích vào đây cho các bạn. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào công cụ pháo hoa. Chúng ta chỉ thẳng vào cái màu trắng đó, có nghĩa là chọn những ông nào cùng màu, cùng hiệu ứng. Và lúc này chúng ta chỉ cần xóa đi thôi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Toàn bộ tất cả những cái logo này tôi sẽ để một dạng như sau, đó là màu trắng. Hoặc tôi sẽ để ra dạng màu đỏ. Hoặc các bạn có thể trên đỏ dưới đen. Được không ạ? Bởi vì trong nguyên tắc của logo của chúng ta nó có âm bản và dương bản. Nếu đặt trên nền đậm chúng ta sẽ dùng logo sáng, và đặt trên nền sáng chúng ta sẽ dùng logo đậm. Đấy là những trường hợp mà các bạn đóng dấu bản quyền vào các thương hiệu trên các sản phẩm hình ảnh của các bạn đấy ạ. Các bạn có làm điều đó không? Thì tất nhiên chúng ta làm. Rồi, Sau khi đã làm xong thì các bạn để ý cho tôi là tất cả những cái logo này tôi sẽ đánh cho nó một cái kích thước, kiểm tra kích thước đã. Cái này chúng ta không thể để là 5.6 được. Các bạn có thấy một cái logo mà 5.6 đặt trên tờ giấy A4 có to không các bạn? Rất to. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên thường thường tôi sẽ chọn một phương pháp, tôi gõ vào đây, tôi đánh chiều ngang khoảng 3. Enter. Tôi chỉ để 3 thôi. 3 phân của chúng ta là logo đã tương đối ổn rồi. Chứ nếu mà chúng ta để 1 năm thì các bạn sẽ thấy cực kỳ to. Và để muốn có được một cái kinh nghiệm này, ok, các bạn làm cho tôi một tờ giấy, có nghĩa là thiết kế xong các bạn in đen trắng cho tôi, nhìn biết ngay là logo thôi, không thô mà. Chứ chúng ta không nhìn bằng mắt theo kiểu như vẽ cái giấy này như này, mình phóng to nhà mình nhìn thấy trông được mà, nhưng thực ra in ra thì nó lại bị to quá. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai, nếu mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ thiết kế theo ngôn ngữ của cái thiết kế của nhà Mitsu. Chúng ta sẽ nhìn thấy những đường vát chéo, nhưng cái ngôn ngữ của Mitsu bây giờ đang nổi lên do cái trạng thái, cái trường hợp mà các bạn chọn là phương thức thiết kế của những dòng xe. Đây là Mitsu của chúng ta. Chúng ta chọn là file và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng đó là page. Đây là thiết kế theo thương hiệu nhá. Các bạn nhớ nhá. Chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào page. Còn lúc này chúng ta sẽ tìm đến một cái đầu ô tô. Đấy ạ, cái đầu ô tô như này. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đồ lại. Tôi đồ lại cái đường này. Các bạn hiểu cái đường này của tôi chưa? Ok, tôi sẽ khóa lại bằng Ctrl+2. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn sẽ đồ lại bởi vì cái ngôn ngữ đầu của chúng ta sẽ rất là giống nhau. Nên chúng ta sẽ đồ lại cái đoạn này nha. Chúng ta phóng to này. Các bạn nhìn này của tôi không ạ? Tôi sẽ chọn vào công cụ pen và tôi tích vào đây một điểm này. Nhìn thấy chưa? Nha, các bạn có thể đi tận này trên đây, bạn đồ cong vào đây cho tôi tí. Đây, cong vào cái đèn này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi sang đây. Chúng ta sẽ kéo xuống đây. Nha, từ đây thì các bạn sẽ cố gắng các bạn kéo ảnh cho tôi để cua theo đường cong luôn. Giữ phím gì, cắt cánh tay đòn và chúng ta xuống đây một tí nữa. Chúng ta sẽ xuống đây một tí nữa. Chúng ta sẽ xuống đây một tí nữa. Chúng ta sẽ xuống đây một tí nữa. Trong cái trình khi đồ các bạn giữ Shift X cho tôi để nó trở thành viền. Và lúc này tôi sẽ đồ đúng cái phần hình của cái phần cái ngôn ngữ thiết kế. Mitsu nổi lên là do cái này. Và cuối cùng này chúng ta sẽ cua góc đây và thế là chúng ta đã cua sọ. Các bạn nhớ nhìn cái hình của tôi không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì cái việc thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào vị trí đó, kéo ra ngoài. Và cái phần này chúng ta ấn vào Ctrl+Shift+H để các bạn nhìn dễ hơn. Chúng ta sẽ phóng to cái điểm này, chúng ta sẽ kéo cua tròn lên một tí. Cái này chúng ta sẽ cua tròn lên một tí, cái này cua tròn. Các bạn biết cua tròn chưa? Ok, quét qua cái này và cua tròn. Và tiếp theo các bạn sẽ quét qua cái này, chúng ta sẽ cua tròn này đi một tí. Và cái này chúng ta cũng cua tròn này một tí, thế là chúng ta đã tròn rồi. Đây là cái phần hình của chúng ta. Sau khi đã có phần hình xong thì các bạn sẽ nhớ một điều như sau là tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ đặt vào đây. Chúng ta ấn Shift X để nó trở thành cái mảng cho chúng ta. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và cái mảng này tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải lùi vào trong một tí xíu nha. Sau đó bên này tôi sẽ có một cái thuộc tính là tôi sẽ kéo sang bên tay phải cho các bạn. Nhìn thấy không này chưa? Dùng phím O, kéo sang bên tay trái. Với phần này các bạn sẽ áng cho tôi bằng cách tích vào đây một cái. Nhìn thấy chưa? Áng thôi nhá, khoảng cách từ đây đến đây có bằng từ đây đến đây không? Chỉ chọn. Tôi chọn đối tượng số 1, giữ Shift tôi chọn đối tượng số 2. Lúc này các bạn sẽ chọn vào Ctrl G là group lại rồi. Và các bạn có đồng ý với tôi là nếu là tôi chọn căn chỉnh thì có phải vào giữa khổ giấy không ạ? Cân đều đối tượng bởi vì cái này được copy từ cái này mà. Chúng ta sẽ dùng công cụ Shift F7 và thực hiện thao tác đó là gì? Chọn một cái phương thức đó là căn chỉnh vào giữa khổ giấy. Các bạn nhìn vào giữa khổ giấy chưa? Sau khi vào giữa khổ giấy xong tôi sẽ phải kéo dài cái này xuống một tí tầm này để tôi lấy tỷ lệ 1/3 của thiết kế của chúng ta. Lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi nôi ra ngoài cho các bạn nhá, cho nó dễ này, nhìn thấy chưa? Và để muốn kéo một cái cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ dùng phương thức như sau. Bạn có hai cách, một là bạn dùng công cụ phím A, bạn quét qua đây cho tôi. Nhìn thấy phím A chưa? Giữ Shift chúng ta đẩy xuống như này. Nhìn thấy không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Ok. Sau khi làm xong chúng ta chọn đối tượng này và đặt lên vị trí tiếp theo một lần nữa. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Tôi sẽ để nó lui vào trong một tẹo như này. Và cái này hình của chúng ta đã được hoàn thiện. Tôi sẽ chọn vào đây. Nếu bạn cảm thấy chỗ này nó vẫn chưa đủ dài, bạn có thể kéo dài nó xuống tí nữa được. Các bạn nhớ nhá. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào công cụ. Quét qua toàn bộ thằng phía dưới và ấn vào Ctrl+2. Biết Ctrl+2 không ạ? Biết Ctrl+2 không? Rồi, chuẩn rồi. Chọn vào phím A, quét qua đây và đẩy xuống dài một tí nữa nhé. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy kéo nha. Ok, tôi sẽ chọn cái này cho các bạn. Nào, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta lại mở hình ra bằng Ctrl 2. Và lúc này chọn một, chọn vào, căn vào giữa khổ giấy. Đây, chỉ vào giữa này thôi, chỉ vào giữa này là nằm dưới đây. Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ chọn đối tượng số 1, giữ Shift chọn đối tượng số 2. Là cái này đúng không ạ? Và chúng ta cắt bỏ đi phần thừa, có phải phần thừa này không các bạn? Tôi lấy giữ phím Shift M. Giữ phím An, chúng ta cắt bỏ đi phần thừa. Cắt bỏ đi phần thừa, cắt bỏ đi phần thừa, cắt bỏ đi phần thừa. Bởi vì khi thiết kế thì chúng ta cũng phải dùng ngôn ngữ của họ. Sau này nếu mà tôi làm cho một dòng sản phẩm là Kia hoặc là Toyota thì tôi sẽ đi theo logo. Tôi sẽ đi theo ngôn ngữ của người ta thiết kế. Thì chúng ta mới tạo ra cái tín hiệu nhận diện riêng được chứ. Bởi vì cái này nhận diện riêng mà. Rồi, sau khi đã làm xong cái biểu tượng này, tôi sẽ cho các bạn xem một cái tính năng. Đó là gì? Các bạn còn nhớ cái biểu tượng gradient màu đồng của chúng ta không ạ? Tại vì các bạn có thấy là tôi sẽ đổ cái này bằng bạc cho các bạn xem luôn. Giữ Shift, chúng ta ấn vào cửa sổ E. Chúng ta sẽ bật cái file thiết kế của chúng ta lên. Ví dụ file này của chúng ta nó có một cái màu đồng đây ạ. Nhìn thấy chưa? Tôi đã gửi cho các bạn rồi. Tích đúp vào đây và chúng ta sẽ chọn lên file. File chúng ta có màu đồng luôn. Nhìn thấy file này của tôi chưa? Ctrl C. Ctrl C là copy. Và sang bên file thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Nhìn thấy cái này của tôi chưa? Copy sang đây để làm gì? Để cho cái này chọn đúng y ngắn, chỉ thẳng cái này để lấy thương hiệu. Nhìn này chưa hả? Lúc này chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới cho tôi ạ. Các bạn nhìn này tôi chưa? Có nghe cái kéo nhảy. Nhưng cái này không phải tiêu chí màu vàng, mà nó phải là màu bạc. Và trước khi mà có tiêu chí màu vàng, màu bạc đó thì tôi sẽ phải điều chỉnh gradient này cho các bạn. Ví dụ, để muốn điều chỉnh gradient thì bước 1 bạn phải chọn vào hình. Bước 2 bạn chọn vào gradient. Bước 3 bạn sẽ thấy là cái miếng này nó khá là đậm. Các bạn nhìn chỗ này đậm chưa? Đậm quá. Chúng ta có hai cách. Một, chúng ta cầm biểu tượng điểm đó kéo ra ngoài. Hai, ấn vào thủng ra. Thấy như mất chưa? Nhưng chỗ này phải đắp thêm một cái hình nữa vào. Chúng ta sẽ chọn vào điểm đậm bên trong. Nhìn cái đậm bên trong của tôi chưa? Giữ phím An, kéo sang. Chúng ta có miếng đậm thứ hai giống hệt nhau. Các bạn hiểu cái copy trên cái gradient của Illustrator của chúng ta chưa? Và chúng ta sẽ có được miếng đậm ở tiếp theo ở dưới. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta, các bạn để ý này, tôi sẽ biến này trở thành màu bạc bằng cách chúng ta chọn vào Object. Nào, Edit. Chúng ta sẽ chọn vào Edit Color và chúng ta chọn vào biểu tượng là đen trắng. Có nghĩa là từ màu vàng trở thành đen trắng thì nó rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Được luôn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào đối tượng này, tôi copy riêng ra một cái mới để tí nữa tôi làm tư liệu. Cái riêng cái phần này, các bạn nhớ nhá, riêng phần này nhá. Chúng ta sẽ chọn một cái thuộc tính như sau, đó là chọn vào thuộc tính, đó là Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên phía trên. Có nghĩa là lúc này tôi có hai cái này. Và tôi nghĩ rằng là cái này các bạn sẽ phải dùng Shift X để làm sao chúng ta đảo chiều để nó thành cái nét. Và lúc này các bạn có thấy là cái nét nó sẽ được như này không ạ? Nó rất là giống nhau. Tôi sẽ chọn một cái nét nó rơi tầm khoảng 2 chấm. Và sau khi cái nét 2 chấm rồi, nhưng mà cái biểu tượng hình chúng ta không nhìn rõ bởi vì lý do nó rất giống nhau. Tôi sẽ thay đổi hướng của nét gradient đi bằng cách tôi ấn vào X. Các bạn có nhìn thấy số 90 này không ạ? Tôi gõ vào đây bằng 0. Thì các bạn có thấy là bắt đầu nó bắt sáng chưa? Nhìn thấy rìa cạnh bắt sáng chưa? Nó giống như cái biểu tượng inox trên cái sản phẩm mà của các hãng xe của chúng ta bây giờ đang làm. Và lúc này các bạn nhớ một điều rằng cho tôi đó là gì? Chúng ta có cách như sau. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng nét này chưa? Chúng ta có thể dùng C chỉ vào đấy để làm sao cắt bỏ phần nét thừa đi bên ngoài. Và cái nét này tôi sẽ vứt đi. Được không các bạn? Đấy ạ, chuột phải ăn group ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ cắt bỏ sang bên tay trái. Đấy, làm tuần tự cho các bạn xem nhá. C, chúng ta chỉ vào đây. Chọn vào đấy C nhá, nhớ nhá. Và lúc này sau đó thì chúng ta sẽ làm sao tích vào điểm ở vứt bỏ cái này đi. Đúng chưa? Giờ tiếp theo các bạn đẩy lên phía trên giúp tôi. Phần này thừa ra ngoài này, C. Lại chọn vào đấy. Lại chọn vào đây. Và cái này chúng ta có phải vứt đi không ạ? Cứ phần nào thừa thì tôi sẽ bỏ ra ngoài hết, được chưa? Và bên này cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào C, chỉ vào đây. Và sau khi chỉ xong nhé, các bạn nhìn này, C này, chúng ta sẽ chỉ vào đây. Và sau khi chỉ xong thì các bạn có thấy là tôi đã vứt đi một phần thừa chưa? Đã xong được bước 1, hoàn thiện được cái phần đó là đường khung. Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Lúc này chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc như sau, đó là tôi sẽ copy cái biểu tượng nét này này. Các bạn nhìn cái nét này của tôi chưa? Và cái nét bên trong này của tôi, nhìn thấy cái nét bên trong chưa? Nhìn nét bên trong này chưa? Tôi sẽ cho kéo ra ngoài cho các bạn dễ nhìn hơn, bởi vì là lúc này tôi đã có cái này rồi nên tôi không dùng cái này nữa nhá. Tôi sẽ bỏ qua cái này đi ạ. Đây, tôi có cái nét này rồi. Và sau khi có xong thì tôi sẽ group hai cái nét này thành một để tôi vẽ một cái nét ở giữa cho chính xác. Và chúng ta sẽ dùng phương pháp là chuyển ba hình lại với nhau. Các bạn còn nhớ cái biểu tượng nét hôm trước chúng ta học không ạ? Ok, thì hôm nay nó lại theo hình như này. Tôi sẽ quét qua Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì chúng ta sẽ dùng một cái nét ở giữa nha. Các bạn nhìn này, tôi sẽ định tích vào đây. Các bạn có thể bắt điểm không ạ? Nó sẽ bắt điểm theo chiều đồng ngang của bạn. Bạn kéo một phát từ trên xuống dưới giúp tôi. Cái này các bạn sẽ dùng cái y ngắn và chỉ thẳng vào đây là gradient cho tôi. Thì lúc này tôi có được một cái gradient cho các bạn. Nào, tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2, nhớ nha, chọn 1, chọn 2. Và thực hiện thao tác là gì? Đối tượng nằm gốc bằng cách tích vào thêm một nữa. Lúc này tôi sẽ ấn vào đây, nó sẽ căn vào giữa. Căn vào giữa chưa? Rồi, sau khi căn vào giữa xong thì tôi khuyên các bạn hãy tách bỏ cái này ra. Bắt đầu tôi thực hiện thao tác này. Đây là đối tượng số 1, tôi chọn xuống dưới tất cả, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Sau đó tôi sẽ ấn vào biểu tượng này, tôi ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải, lên trên tất cả là thằng số 2. Và tiếp theo tôi quét vào đây là Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải, thằng số 3. Thì các bạn có thấy là thằng này thấp nhất, đúng không? Thằng này đến thằng này, đúng không? Và thằng này thứ ba, bạn phải làm được như thế nó mới chuyển đúng hình cho các bạn. Và lúc này chúng ta chỉ việc thực hiện một thao tác là quét qua toàn bộ tất cả đối tượng này. Dùng đây, Object, chúng ta chọn vào phấn Blend và chúng ta chọn vào Ctrl B. Các bạn có nhìn thấy hình này chuyển không ạ? Với cái hình chuyển này tôi thấy chưa ưng ý lắm. Tôi sẽ phải ấn được Ctrl Z lại. Lý do tôi sẽ chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2. Tôi được quyền chọn vào giá trị là số 3 được không ạ? Nét to hơn được không ạ? Và cái giữa này thì tôi sẽ để số 1 được không ạ? Nào, số 1, 1,5 được không ạ? Hoặc 0,75 được không ạ? Các bạn có nhìn này của tôi chưa? Tôi quét qua cả hai và tôi ấn vào Ctrl B. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển từ hình to sang hình nhỏ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và để muốn chỉnh lại số lượng của đối tượng thiết kế của chúng ta thì chúng ta tạm thời chúng ta kéo đối tượng này vào vị trí đã. Tâm nó sẽ đúng chính xác. Các bạn thấy đúng chính xác chưa? Rồi. Với cái phần này các bạn sẽ chọn cho tôi bằng cách như sau. Tôi sẽ chọn vào phần Object, tôi sẽ chọn vào phần Blend và tôi chọn vào phần Blend Option để chỉnh về số lượng. Cái này có 3 thôi, các bạn tăng lên cho tôi, tăng lên cho tôi và tăng lên cho tôi và tăng lên cho tôi và tăng lên cho tôi. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái miếng inox ở phía giữa và nó sẽ đi từ mảng đến mét cho các bạn rồi. Tôi bỏ ra ok. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Các bạn nhìn này, ở đây các bạn có đồng ý với tôi là cái điểm giữa của đối tượng nó sẽ chính vào chỗ này không ạ? Chúng ta sẽ chọn phương án là tôi tích vào một vị trí điểm ở giữa và tôi kéo xuống này. Các bạn nhìn này, tôi kéo xuống đây được không ạ? Thì các bạn có thấy là cái này nó kéo theo không ạ? Và tôi tích tiếp theo một đoạn nữa, tôi sẽ kéo theo như này. Ok. Các bạn đã nhìn thấy là tôi đã có được một cái biểu tượng về tín hiệu trong thiết kế của tôi. Và lúc này cái phần này tôi sẽ ấn vào Ctrl số 3 là ẩn đi để cho nó đặt được cái này. Nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Đặt cái Mitsu vào. Và tất nhiên đặt một cái Mitsu vào thì chúng ta chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn chỉnh được không ạ? Nào bây giờ đấy chưa? Dính chưa? Nào bây giờ chúng ta quét qua như này và chúng ta sẽ quét qua như này được không ạ? Nào bây giờ như này nhá. Chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ lượng và cho xuống dưới tất cả. Tiếp theo cái logo của chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn là 1, chọn 2. Tích thêm một lần nữa để căn vào giữa. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ thấp cái logo xuống một tẹo. Thế là logo tôi đã đặt được vào vị trí rồi. Nhưng khi mà đặt vào như này nó sẽ bị tranh chấp giữa với cái nam đằng sau. Bạn bắt buộc phải chơi một cái chiêu thức, đó là gì? Một là bạn dùng bóng, hai là bạn dùng offset path, có nghĩa là làm to ra, dày ra. Và để muốn dùng bóng được chúng ta sẽ dùng thao tác như sau, đó là chọn vào effect. Chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow. Với Drop Shadow như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá, như này. Tôi sẽ chọn vào đối tượng, Effect, Style và chọn vào Drop Shadow. Nhìn thấy cái bóng ở giữa chưa? Multi là chế độ làm đậm màu, nên bạn chọn màu đen thì nó sẽ đậm luôn ở phần phía dưới. Tiếp theo, Opacity chính là độ trong và độ mờ của rõ của cái bóng này. XY chính là cái trục của cái độ xô lệch của cái bóng. Thì các bạn cứ gõ về không cho tôi thì nó nằm ở giữa. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy là độ nhòe của cái bóng. Chính là cái này, bút của chúng ta có độ nhòe hay không. Cái này tôi sẽ tăng là 100 cho các bạn. Các bạn có thấy là đậm hơn chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong tôi ấn OK, tôi đã có một hình ảnh của logo đặt vào vị trí. Các bạn nhìn ngay của tôi chưa? Tiếp theo, sau khi làm xong, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Chúng ta chỉ cần chọn cho tôi một cái giải pháp, đó là gì? Cửa sổ E. Chúng ta sẽ bật cái file thiết kế của chúng ta lên. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta sẽ chọn vào một cái biểu tượng là về Mitsu. Chúng ta phải tìm thiết kế này, chúng ta sẽ có một cái tiêu chí này. Ở đây chúng ta có link là phông chữ, hình ảnh. Đây, hình ảnh đây ạ. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Tôi sẽ chọn cái file của cái file này là hình ảnh đã được cắt thành PNG trên Photoshop rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta chọn đường link là Ctrl C. Sau đó các bạn sẽ chọn cho tôi một biểu tượng, đó là gì? Chúng ta sẽ tích vào vấn AI. Chúng ta sẽ chọn vào file, chúng ta sẽ chọn vào phần plate. Và lúc này các bạn sẽ đặt cái đường link vào đây, Ctrl V. Nhìn chưa? Enter. Nó tìm đến luôn cho chúng ta. Và cái này các bạn sẽ lấy ra. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta vẽ thẳng trực tiếp lên đây. Đặt thẳng xuống đây. Phóng to lên. Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Ok, đã rất chuẩn rồi. Các bạn thấy không ạ? Cái phương pháp chúng ta lên, chúng ta sẽ rất là nhanh. Và làm như này thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là ổn. Và đằng sau background của các bạn phải có một cái nền đá nữa. Thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi nào, chọn là file. Các bạn lưu ý nhá, cái này này chúng ta vẫn có thể chỉnh như bình thường trên Photoshop. Chọn vào file này. Chúng ta sẽ chọn vào một cái biểu tượng tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn vào phần plate tiếp theo một lần nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần đá này, tôi sẽ chọn vào đây. Đó, cái phần đá này tôi sẽ để phần sáng ở phần phía trên, nên là tôi sẽ cầm biểu tượng này, tôi sẽ kéo xoay như này cho các bạn. Nhìn này không ạ? Tại vì xung quanh là màu đen mà, chúng ta sẽ đặt vào vị trí. Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta căn chỉnh lại với nhau. Ví dụ sang trái bằng lên đầu. Sau đó các bạn sẽ cầm đối tượng này và kéo thẳng trực tiếp ra cho tôi. Nhìn không ạ? Và tất nhiên cái background này nó phải nằm dưới cục. Sau đó cái nền đen này phải nằm thứ hai xuống dưới cục luôn. Các bạn có thấy đằng sau này chúng ta có một cái chút xíu nền của thiết kế không ạ? Nhìn con nền đá này của tôi chưa? Để nó tạo ra những cái không gian về ánh sáng tầng tầng lớp lớp để cho cái thiết kế của bạn có chiều sâu hơn. Và tất nhiên tôi chọn màu đỏ rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Tiếp theo, lúc này các bạn sẽ có một cái phần text nữa cho các bạn, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào file text. Chúng ta sẽ có một cái tên của một cái sản phẩm đó, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó, các bạn nhìn này của tôi chưa? Ấn vào Ctrl C. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là gì ạ? Chúng ta tích vào phần AI và chúng ta sẽ đánh một cái file text. Và cái file text này như tôi đã nói cho các bạn biết rồi, là để muốn tạo ra tín hiệu cho thiết kế của chúng ta tốt hơn, chúng ta phải chọn như sau. Ví dụ chọn một cái màu trắng hoặc màu đỏ cho các bạn trước nhá. Tôi sẽ tách ba cái phần này ra, ba cái phần khác nhau này, tôi sẽ tích vào đây. Tôi copy cái này ra, Ctrl X. Tiếp theo tôi tích vào đây, Ctrl V. Tiếp theo tôi lại tích vào đây. Đây là dầu diesel này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, Ctrl X. Sau đó các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Thế là chúng ta đã có 3 tư liệu rồi. Cái tư liệu đầu tiên, các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ bật cái file của chúng ta lên. Và cái file này của chúng ta đã có một cái form phông chữ, đó là gì? Phông chữ của chúng ta là phông chữ gì? Chúng ta tích đúp vào đây giúp tôi cái. Phông này nét mảnh quá tôi không dùng. Tích vào đây, phông này, phông này trông có vẻ được hơn. Các bạn nhìn thấy phông này của tôi chưa? Ok, tôi sẽ tích đúp vào đây cho các bạn xem nhá. Nào, tôi sẽ ấn F2. Chúng ta sẽ chọn vào F2 để chọn tên phông, Ctrl C. Sau đó sang file AI thì chọn vào chính cái phần tên phông của trong ảnh. Có nghĩa là chúng ta copy tên phông thì chúng ta không phải nhớ. Chúng ta chỉ việc Ctrl V vào đây thôi. Và lúc này các bạn sẽ xóa bỏ một số cái text mà chúng ta không cần thiết đi. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức chúng ta ra được cái phông chữ. Phông chữ của chúng ta đã xong là một thằng. Nhìn chưa? Loại thứ hai của các bạn gì? Bạn có thể chọn một cái phông thứ hai là chữ này của các bạn. Nhìn không ạ? Và chữ này các bạn có thể chọn cho tôi một cái phông thứ hai. Chúng ta sẽ tích đúp vào đây. Trông phông này có vẻ được. Chúng ta sẽ chọn vào phông này F2. Copy tên phông. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào AI. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ đổi phông. Các bạn có nhìn thấy phông này của tôi chưa? Và với cái phông chữ này thì bạn có hai cách. Một là bạn sẽ chọn vào cho tôi phần phóng to lên. Tôi sẽ chọn vào cái thời trang. Cái này tôi sẽ copy ra một phiên bản. Và cái này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là y ngắn. Tôi copy vào đây. Tôi cũng copy cái này. Tôi muốn đảo hai cái chữ cho nhau. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái này thể thao thì nó sẽ mạnh hơn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây y ngắn chỉ đây. Lấy được phông chữ dài to hơn. Tiếp theo phông này tôi sẽ tích vào đây. Y ngắn tôi sẽ chọn vào đây. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính đi thôi. Bỏ thuộc tính đi và chúng ta sẽ bỏ thuộc tính này. Lúc này sau khi đã làm xong, chúng ta hãy chọn vào vị trí phía giữa và chúng ta sẽ tăng độ thu nhỏ lại một tẹo. Và cái này chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đặt từ vị trí này. Thu nhỏ lại một tẹo nhá. Để làm sao nó có chiều cao, chiều dài, chiều rộng, nó sẽ phù hợp với cái thiết kế của các bạn. Được chưa? Chúng ta sẽ thu nhỏ lại tẹo nữa. Ok. Và lúc này chúng ta có hai cách lựa chọn. Một là các bạn sẽ chọn cho tôi đó là màu trắng. Bên này các bạn có thể chọn màu đỏ. Và lúc này trong cái thiết kế của chúng ta nó có một chiêu thức rất hay. Đó là chúng ta sẽ làm chọn 1, chọn 2. Thu nhỏ cái này làm tẹo nữa nhá. Nhìn thấy chưa? Nào. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là lệnh shear. Có nghĩa là xô lệch đối tượng. Và tôi sẽ bám cho cái chữ này của chúng ta bằng cách như sau này. Các bạn nhìn này, cầm này, kéo này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Bám theo hình này. Và tiếp theo cái này của tôi sẽ làm sao? Tôi cũng bám theo luôn. Tôi sẽ chọn vào shear và tôi lại bám theo cho các bạn luôn. Nhìn không? Cái này tôi sẽ để là phần phía trên. Và tôi sẽ kéo này phần phía dưới thì nó sẽ thuận hơn cho các bạn. Nhìn thấy cái này chưa? Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn vào cái vị trí và tôi đẩy lên phần phía trên. Để nó tạo ra cái tín hiệu của tôi. Và cái này tôi sẽ đẩy xuống phần phía dưới. Ok. Mọi người nhìn cái này của tôi chưa? Thế là tôi đã có một cái phương án là logo, chữ, tên thương hiệu tôi đã đặt vào đấy rồi. Phần thứ hai cho các bạn đó là gì? Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình cho các bạn bằng công cụ hình polygon. Vẽ vào đây và tôi chọn vào cái giá trị đó là 4 hình cho các bạn. Các bạn có thể chọn phương thức 1. Nhìn này, vẽ đây. Xoay theo chiều dọc. Đặt vào vị trí giữa tôi có phải như này không các bạn? Cái này các bạn kéo bẹt xuống cho tôi. Nhìn này, để muốn kéo bẹt được cái này ấy, tại vì nó là hình vuông mà. Bạn kéo xuống cái này nó không được. Bạn convert nó thì được. Ví dụ, object. Chúng ta chọn vào convert cái chữ này đi. Convert cái hình này đi. Có nghĩa là khi convert rồi thì nó sẽ nhận lại cái khung mới cho các bạn thôi. Đây là khung mới chưa? Thì lúc này chúng ta kéo bẹt xuống. Và các bạn có thấy là kéo bẹt thì nó sẽ đi theo với đúng cái chiều của cái này không ạ? Có nhìn thấy chỗ này chưa? Đúng theo mặt phẳng nha, lúc này chúng ta mới phóng to lên cho tôi bằng phím dưới Shift. Và chúng ta sẽ đẩy vào đây ạ. Các bạn có thấy chỗ này của tôi không ạ? Nó rất là giống không gian của thiết kế của chúng ta. Các bạn có nhìn thấy giống showroom không? Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong này, chúng ta sẽ copy xuống một phần nữa cho các bạn. Đó là tôi có hai miếng, miếng trên và miếng dưới. Tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2 và tôi loại trừ đi phần thừa. Có được không ạ? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi Shift M, tôi loại trừ đi phần thừa. Nhưng mà trước khi làm phần thừa thì tôi chỉ cần loại trừ phần này thôi là được rồi. Còn phần này tôi giữ nguyên được không các bạn? Nhìn đây, cái khung này có được không ạ? Khung này các bạn chỉ cần chọn vào phím Y ngắn, chỉ thẳng vào đây để lấy cái biểu tượng gì? Lấy biểu tượng Y lốc. Nhìn này chưa? Với cái miếng màu đỏ như này, chúng ta sẽ dùng cái thao tác đó là đặt chữ này vào cho tôi. Ok, chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta chọn vào y ngắn chỉ thẳng vào đây được không ạ? Và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng chữ rất là nhỏ nhắn ở phần phía giữa, đặt như này được không? Cho nên chỉnh tất cả. Chọn vào đây. Nào, chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và căn vào giữa đối tượng nhau. Nhìn đúng không ạ? Oh, trời ơi, này không vào giữa bởi vì nó do text. Text chúng ta thừa ký tự. Rồi. Tiếp theo, sau khi đã làm xong cái phần này thì cái phần này chưa đủ độ sáng, các bạn nhìn thế này chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F, được quyền hoa trộn làm sáng ảnh không các bạn? Sáng chưa? Vậy thì cũng tương tự như vậy với phần phía trên này chúng ta cũng có thể làm được sáng ảnh được không ạ? Đây ạ, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta chọn vào làm sáng ảnh được không ạ? Nhìn này chưa? Để giống như chúng ta thắp đèn đấy. Các bạn thích thắp đèn thì chúng ta vẫn có thể thắp đèn được như bình thường, giống như một cái showroom ấy. Nhưng vấn đề đây là một cái trang bìa cho một sản phẩm tôi mới ra. Và tôi đã tạo ra cái tín hiệu như thế này. Và sau khi đã tạo tín hiệu như này, chúng ta sẽ tiếp tục đến chọn cái phương án tiếp theo. Ctrl C và Ctrl F và chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Và các bạn nhớ một điều rằng khi kéo từ trên xuống dưới như thế này nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào phương thức như sau. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím A. Chúng ta tích vào đây. Chúng ta tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây. Ok. Và sau khi đã có miếng được như này thì bắt đầu chúng ta sẽ đổ cho chúng ta một cái gradient màu đỏ. Tôi sẽ chọn màu đen trắng đã. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào gradient màu đỏ bằng cách tích đúp vào đây. Dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào vị trí màu đỏ của cái xe. Nhìn các bạn, chúng ta sẽ chọn nhá, là chọn vào đây. Nào, Y ngắn nè, chọn vào đây màu của cái xe. Tiếp theo tích đúp vào đây, chúng ta sẽ chọn là màu đỏ cờ. Nhìn các bạn, để ra tín hiệu của logo của chúng ta. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái giải pháp, đó là biểu tượng gradient này sẽ là trạng thái của hình tròn. Sau đó dùng phím G và kéo vị trí lên nó lớn hơn. Như này được không ạ? Để chúng ta có được cái vị trí thiết kế của chúng ta một cái biểu tượng hình như này. Phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ đặt một cái bài viết nhỏ ở đây, các tính năng của nó có thể được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí trước. Chúng ta sẽ copy cái hình này ra làm hai. Với cái hình này các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là C. C là công cụ cắt. Các bạn nhìn đúng không ạ? Nét này. Tích vào đây ạ. Sau khi tích xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái nét. Và cái nét này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, đó là màu đen. Và cái màu đen này thì tôi sẽ đặt vào vị trí, đặt vào đây ạ. Và các bạn lưu ý rằng cho tôi là khi mà đặt màu đen xong thì cũng nên đặt cho tôi một cái multi để là cho nó đậm màu hơn. Và chọn cho nó một cái thuộc tính là cái nét của chúng ta nó phải là số 1 Civic. Và làm mất màu đi. Các bạn có nhìn lên lúc này tôi sẽ có một cái nét màu đen đây. Kéo cho các bạn ra ngoài nhá. Nhìn mất nét màu đen chưa? Sau khi đã có nét màu đen xong tôi sẽ copy cái nét màu đen này xuống dưới. Tôi có cái nét thứ hai, nét số 1 đây, nét số 2 đây. Nét số 2 tôi sẽ gõ vào đây là 10%. Đây ạ, các bạn có thấy là ở đoạn này tôi có cái hình cái nét này chưa? Tôi cho chọn nét 1, giữ shift chọn nét 2. Anh nhìn thấy có hai nét chưa? Tôi thực hiện lệnh Alt Ctrl B là chuyển hình từ hình 1 sang hình 2. Alt Ctrl B là gì ạ? Là object. Là gì? Là blend. Là Ctrl B. Lệnh này buổi trước chúng ta dùng nét rồi, chúng ta có thể dùng lại được. Sau khi chọn xong, chúng ta sẽ chỉnh sửa cái số lượng chuyển ra bằng bao nhiêu. Chúng ta chọn vào object. Chúng ta chọn vào phấn Blend. Và chúng ta chọn vào phấn Blend Option. Với cái phần này các bạn sổ xuống cho tôi chọn vào số lượng. Thì ở đây nó mới chỉ là 1 thôi. Bạn cầm chuột, bạn lăn chuột lên cho tôi. Lúc này tôi đã tạo ra một sự trang trí cho một cái đường viền của chúng ta được như này. Nhìn này chưa? Để cho nó có sự mềm mại. Tiếp theo, cái giá trị phần viết trên của các bạn, bạn có thể đặt xuống đây bởi vì nó song song với nhau. Bạn nhìn cái này của tôi chưa? Cái này bạn có hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, một là bạn sẽ chọn màu sáng. Hai là bạn sẽ làm sao? Ở đây bạn cầm và bạn kéo cho tôi một cái. Nào, Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu, ví dụ chọn một cái màu như này. Tiếp theo các bạn có thể chọn vào phóng to này. Ctrl C, Ctrl F và chúng ta thu nhỏ lại. Chúng ta có thể chọn một cái màu đen. Nhìn chưa? Và cái này thì các bạn có thể chọn cho tôi những cái tín hiệu về trang trí, ví dụ 50%. Chúng ta chọn multi nhá, để cho nó đậm màu này. Cái này các bạn cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn multi thời gian nó biến mất này, nhìn nhá. Cái này tôi sẽ giảm độ thôi. Ok, tôi sẽ tăng lên vậy. Cái thứ hai của các bạn là gì? Bạn cứ cầm đối tượng này, bạn copy xuống đây cho tôi và thu nhỏ lại. Bạn đặt ở vị trí này cho tôi. Và cái này các bạn sẽ chọn multi. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy vào vị trí này và chúng ta sẽ tăng giá trị lên. Cái này nó chỉ mang tính chất trang trí thôi nha, các bạn nhớ nhá. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái này xuống, thu nhỏ vào đây. Tôi sẽ đặt vào vị trí của cái này, thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ gõ vào đây 50%. Tiếp theo một cái nữa thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ở đây chúng ta sẽ chọn 30%. Cái này thực chất của chúng ta là làm ra những cái biểu tượng ô để chúng ta trang trí cái miếng hình của chúng ta, nó đỡ bị đơn điệu thôi, nhìn không ạ? Rồi, sau khi đã làm được xong tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ có địa chỉ, điện thoại và email. Và địa chỉ, điện thoại, email nó lấy ở đâu? Nó lấy ở đây. Đấy, đây là khách hàng người ta sẽ phải cung cấp cho chúng ta text để chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có công ty, chúng ta copy đã. Sau đó các bạn sẽ sang cái file này, các bạn sẽ đánh cái text cho tôi. Cái này tôi sẽ để toàn bộ là phông UTM nha. UTM AVO. Đây là những cái phông thông dụng. Tôi sẽ chọn nét đậm. Tôi sẽ chọn cho nó một thu nhỏ xuống một tí nữa. Và cái này thì các bạn lúc này các bạn sẽ ấn vào cho tôi, đó là Ctrl Alt 3. Các bạn nhìn thấy Ctrl Alt 3 chưa? Chúng ta sẽ đặt text cho tôi ở vị trí này. Sau khi làm xong, các bạn hãy chọn cho tôi một cái phương diện, đó là chọn một cái màu, màu trắng nhá. Cấp độ thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào text, địa chỉ, điện thoại, email. Tôi sẽ copy toàn bộ cái này, Ctrl C. Và sau đó thì các bạn sẽ sang file, các bạn sẽ dùng text T và rác một cái vùng cho tôi. Cứ rác làm vùng đã và Ctrl V. Đó, nó còn to quá. Các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính rơi tầm khoảng 9 hoặc 8 thôi, nhìn thấy không? Với cái này chúng ta sẽ điều chỉnh lại một tí bằng cách chúng ta phóng to lên. Địa chỉ thì chúng ta sẽ tích T và chúng ta kéo lên một tí ạ. Cách ra. Website chúng ta cách ra. Chúng ta email cách ra. Chúng ta có điện thoại cách ra. Chúng ta đang nhân bản hai cái lần nên là chúng ta sẽ kéo phần còn lại này xóa đi. Đây, text của chúng ta được như này. Và đã là text cho cái việc địa chỉ, điện thoại, email thì các bạn không nhất thiết phải cho đậm đâu. Bạn cho bình thường giúp tôi. Và cái này các bạn nhớ là tôi chỉ để 8 thôi nhá. Và lúc này tôi sẽ đặt vào vị trí. Cái này tôi sẽ để một cái màu ghi hơn. Các bạn thấy không? Tôi sẽ phân cấp chính phụ luôn. Trong cái phần này thì các bạn sẽ để ý rằng là cái text của chúng ta nó đang gặp vấn đề là chúng ta có 4 dòng. Liệu chúng ta có thể copy thành 2 dòng bằng cách tích vào đây. Ctrl X được không ạ? Sau đó các bạn chỉ làm gì ạ? Chúng ta sẽ tích bỏ ra bên tay trái cho chúng ta. Đây, từ đây đến đây. Tôi sẽ đẩy đối tượng này từ trái qua phải đến đây. Và tôi tích đúp vào và tôi paste vào cái đoạn Ctrl A và Ctrl V. Thì có phải tôi có text cái nhà không? Trình bày như này thì nó sẽ ngắn hơn cho các bạn. Và lúc này tôi cho chọn 1, chọn 2 và đẩy xuống dưới ạ. Đẩy xuống dưới để nó bằng mép cho chúng ta. Nhìn chưa? Các bạn lưu ý cho tôi là khoảng cách từ chữ, tên công ty đến địa chỉ bao giờ nó cũng phải rộng hơn là so với từ dòng trên dòng dưới. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 để giãn giữa dòng trên và dòng dưới này cho nhau. Nhìn này, tôi ấn vào Ctrl T thì đây chính là khoảng cách giãn giữa dòng trên và dòng dưới cho các bạn đây ạ. 96, các bạn có thể chọn 10 nhiều hơn, các bạn có thể chọn vào 11, nhìn đúng không ạ? Và các bạn có thể chọn 12, chọn 13, đấy, tùy theo tính chất của các bạn nhá. Đây ạ. Sau khi làm xong cái này tôi chọn 14 thì tôi cũng sổ xuống, tôi chọn vào 14 luôn để nó bằng nhau mà. Rồi cái này tôi sẽ đẩy nuôi lên một tí để nằm trong vùng an toàn đã. Rồi sau khi đã làm thiết kế xong thì các bạn nhớ nhé, ở đây hồi xưa thì chúng ta hay cứ chọn là cứ phải ghi email, còn bây giờ nó sẽ để lại những cái icon đấy, nó sẽ rất là đẹp và nó gọn và trông nó hiện đại hơn. Và cũng tương tự như vậy thì lúc này các bạn chỉ cần thoát ra ngoài, chúng ta back ra ngoài, và back ra ngoài lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái app icon, nhìn thấy không ạ? Chúng ta tích đúp vào đây, chúng ta tích đúp vào nó thì các bạn có thấy không ạ? Ở đây ngôi nhà có phải là địa chỉ không ạ? Chúng ta chọn vào Ctrl C, sang file AI của chúng ta thiết kế, chúng ta vất vào đây đã, tính sau. Ủa to quá và paste hơi bị sai, chúng ta phải copy cả cái này, được chưa? Tôi cũng vất bỏ cái ngoài nhá, để này quét qua đây, cái này lên trên mạng search icon của web là có ngay, vector. Ctrl C. Sang bên này các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi, thì tôi đã có được một cái tín hiệu là như thế này rồi, một thằng tôi để nguyên đây đã, tính sau nhá. Cái thằng thứ hai của các bạn là sẽ là website, nên là tôi sẽ tích thêm một lần nữa trong cái phần thiết kế của chúng ta website. Tôi sẽ lấy biểu tượng này, tôi sẽ quét qua cái biểu tượng này, Ctrl G, và sau đó thì sang bên file thiết kế thì tôi lại ấn vào Ctrl V, tôi có được tiếp theo Ctrl C, sau đó thì sang bên này thì Ctrl V, có từ cái miếng thứ hai. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cái gì điện thoại, tôi sẽ copy cái điện thoại nhá, các bạn có thể chọn cái điện thoại đẹp đẹp như này, Ctrl C, sau đó sang file thiết kế của các bạn là Ctrl V, Ctrl G. Để cho tôi có 3 cái rồi. Và cái cuối cùng thì tôi sẽ có email. Cái email thì thường thường chúng ta phải kiếm cái hòm thư đây ạ. Đấy, bình thường bây giờ người ta làm card visit, người ta dùng cái này. Ctrl C, sau đó sang bên này thì các bạn ấn vào Ctrl V. Nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên chúng ta ấn vào Ctrl G. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta rồi thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3, tất cả như này tôi sẽ tách ra ungroup. Ctrl Shift G tách ra. Cái này Ctrl Shift G tách ra. Đây, tách ra chưa? Tách ra chưa? Tách ra chưa? Và tất cả những cái này tôi sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4 và chúng ta chọn màu đỏ luôn. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta đang dùng trên tông màu đỏ thì chúng ta phải dùng màu đỏ chứ không phải là xanh đỏ tím vàng. Thấy nó đẹp thì ok mình cũng cho đẹp vào, như vậy là không có đúng đâu nhá. Bởi vì thì đi theo thương hiệu. Sau khi làm xong tôi sẽ quét qua cái này, tôi ấn vào Ctrl G lại. Quét qua này, Ctrl G lại tiếp theo. Quét qua, Ctrl G lại tiếp theo. Và cuối cùng chúng ta quét qua. Đây là cái này còn tí nữa này, nhìn thấy không ạ? Cái miếng xanh ở dưới này tôi sẽ xóa đi luôn. Đấy, phải phóng to như này mới xóa được. Xóa luôn. Thấy chưa? Nào, quét qua cuối cùng, Ctrl G. Sau khi đã Ctrl G tất cả đối tượng xong thì các bạn nhìn này, tôi sẽ cầm đối tượng đầu tiên của cái ngôi nhà. Nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ cần vào đây. Tôi cứ để vào đây đã, sau bắt đầu tôi thu nhỏ cho các bạn nhìn, thu nhỏ này. Giữ Shift và An. Các bạn có nhìn thấy tôi nhỏ như này được chưa? Và sau khi đã nhỏ được như này thì xong thì tội gì mà chúng ta không chọn là 1, chọn 2, chọn 3, ấn vào Ctrl D. Các biết Ctrl D là nó sẽ nhắc lại cái điều mình làm chưa? Thế nó sẽ bằng nhau. Lúc này chúng ta chỉ việc cầm cái biểu tượng này đặt vào đây. Và nhớ một điều rằng khi đặt sẽ phải bằng mép của chữ một thằng. Website chúng ta sẽ đặt vào 2 thằng. Được chưa? Sau khi có 1, 2, chọn 3 thằng, 4 thằng tôi sẽ đẩy sang bên này. Đấy, làm thiết kế của chúng ta nó sẽ như thế này đấy. Và các bạn lưu ý rằng là để muốn căn chỉnh đối tượng với nhau, chúng ta chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích vào đối tượng làm gốc. Shift F7, căn vào đã, không phải là không căn đâu nhá, 1 thằng. Tiếp theo, chọn 1, chọn 2, Shift F7, lại căn thằng thứ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn này, 1, chọn vào đây, tích đối tượng nằm gốc, căn bằng đầu phía trên, thấy chưa? Rồi tiếp theo chọn vào đây, tích thêm một lần nữa đối tượng gốc và căn bằng đầu phía trên, chuẩn rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là cầm đối tượng này kéo ra cho tôi một diện tích cách khoảng cách của đối tượng của chúng ta một tí, nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo cái đối tượng bên này cũng cách tương tự như vậy, chúng ta đã có khoảng cách tương đối ổn trong thiết kế của chúng ta rồi. Chúng ta chọn 1, chọn 2 và chúng ta đẩy lui xuống cái này một tí ạ. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và toàn bộ tất cả những cái phần còn lại bên này thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái đường nét từ vị trí này kéo sang bên đây ạ. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu trắng và chúng ta dùng công cụ Shift X để tạo ra dòng phân cách để cho nó ở phần phía trên. Và lúc này các bạn có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3 và kéo rằng bằng như này để cho nó có tính đồng bộ. Các bạn nhìn đây ạ, nó sẽ rất là ngay ngắn. Đối tượng này các bạn sẽ chọn vào stroke và chọn vào nét đứt giúp tôi. Nét đứt thì chúng ta chọn vào số 2 là tự khắc nét đứt nó sẽ đẹp ngay. Đó, thế là cái phần phía dưới footer chân trang của chúng ta đã được hoàn thiện. Tiếp theo, sau khi đã được hoàn thiện xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần text nữa, đó là text liên quan đến tính năng. Các bạn có nhìn thấy không? Ở đây có rất nhiều tính năng, tôi sẽ copy cái tính năng này từ Ctrl A, Ctrl C nhá. Chúng ta sẽ chọn là Ctrl C, copy. Sau đó thì sang phần text của chúng ta từ bên này. Chúng ta sẽ paste vào đây ạ. Và nhớ một điều rằng khi paste vào đây thì các bạn sẽ drag làm cái vùng giúp tôi nhá. Tốt nhất là cứ drag ra cái vùng bên ngoài đã. Và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V, paste lại. Cái này text của chúng ta đưa sang nó là 15, nó hơi to nên các bạn sẽ sổ xuống, các bạn chọn vào 10 giúp tôi. Nhìn thấy 10 chưa? Chúng ta sẽ đặt vào vị trí này lên trên đây một tí ạ. Đây là tính năng an toàn của thiết kế của chúng ta đây. Và cái này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ chúng ta có thể chọn màu trắng để nó có thể làm nổi bật cái phần thiết kế của chúng ta lên về tính năng. Cái này các bạn có thể giống như một tờ rơi, các bạn có thể chọn như này. Và tất nhiên là sau khi mà tôi tích vào đây xong thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái cấp độ về text chữ của chúng ta, sổ xuống. Đây ạ, chúng ta sẽ paste vào đây. Chúng ta chọn vào UTM. Và sau đó thì chọn vào UTM xong thì bạn sẽ chọn là nét mảnh nhá, và chọn vào số 10 nhá. Nào, nguyên tắc thì thiết kế thì không bao giờ được gọi là gì dính vào cái phần này rồi. Tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi đã chọn xong thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn giãn ra và có chữ của chúng ta. Đây ạ, chúng ta sẽ copy thêm đoạn chữ là tên của nó để nói về cái tiêu đề. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ctrl C. Sau khi tích xong thì các bạn chỉ việc làm sao copy đoạn này lên trên thôi. Nhìn thấy chưa? Tích vào đây. Ctrl A, Ctrl V. Và tất nhiên toàn bộ tất cả cái này các bạn nên để in hoa. Chọn text, chọn vào text và chọn vào biểu tượng in hoa. Và sau khi làm xong thì tôi đã thấy rằng là tôi đã làm được cái phần này rồi. Còn cái phần thứ hai tôi sẽ để ở cái cấp độ này cho các bạn một cái biểu tượng về hình. Và cái hình này các bạn có thể chọn cho tôi một cái hình là 4x4 ạ. Các bạn có nhìn thấy 4 AT này không ạ? Chúng ta chọn vào đây nhá. Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì chúng ta sẽ tích T. Và toàn bộ phông chữ này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ đúng là nét đậm ạ. Nhìn này chưa? 4x4 AT. Và các bạn có thể copy cái này xuống, Ctrl X cho tôi. Tôi sẽ design cái phần này nhá. T. Ở đây có hai khía cạnh cho các bạn. Ví dụ 4x4 như này, các bạn có thể làm cho tôi một cái biểu tượng của chữ inox. Nhìn thấy không ạ? Chỗ này nhá, chúng ta sẽ thu nhỏ này. Chúng ta sẽ ẩn đi bằng Ctrl số 3 cái này đi. Để muốn chữ mà nhận theo inox thì bằng cách nào? Y ngắn chỉ vào đây, không nhận. Biến đến đối tượng thường, nhắc may nó lại nên là 4.5 sao? Thì các bạn để ý cho tôi này. Để lấy chữ mà mang toàn bộ hiệu ứng gradient thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải vẽ một cái hình đã. Và hãy chọn cho nó một cái gradient thủ công bằng cách chọn vào màu cam. Đây là bước số 1 nhá. Bước số 2 của các bạn là gì? Muốn đối tượng này nhận được thì phải mang cái gradient này vào trong phần graphic style. Có nghĩa là nếu mà cho vào đây được rồi thì bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ mang hiệu ứng của gradient rồi. Ví dụ, tôi cầm đối tượng này và tôi đưa vào gradient đã. Nhìn thấy gradient chưa? Và nó mang như một phong cách. Lúc này tôi sẽ chọn vào đây, tích vào đây được luôn. Nhìn thấy gradient chưa? Và cái này tích vào đây được như gradient luôn. Đấy, bây giờ thoải mái nhá. Nhìn này, G này, kéo từ trên xuống dưới này. Và có thể đánh đại chữ được không các bạn? Đấy, đây là một trong tiêu chí mà để chúng ta nâng cơ cao phiên bản của chúng ta. Và cái này tôi sẽ ấn vào G, kéo từ trên xuống dưới. Nhưng cái này của chúng ta để làm gì ạ? Chúng ta sẽ dùng thao tác là Y ngắn chỉ vào đây, lấy được màu gradient. Lấy chưa? Sau khi đã lấy xong, chúng ta mới xếp cái file thiết kế của chúng ta vào. Chọn 1, chọn 2, thu nhỏ lại, cầm vào đây. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Các bạn có hai có sự lựa chọn. Một là chúng ta cũng có thể xôn lệch lên phía trên. Nhìn thấy không ạ? Có nhìn này không ạ? Chúng ta để cho tạo cái sự đồng bộ trong thiết kế của chúng ta thì chúng ta có thể làm theo hình thức như thế này. Đó. Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ chọn vào cái chữ AT, đẩy lui sang bên này. Rồi, sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đến cái phần trang trí cho cái thiết kế của chúng ta bằng cách cái chữ của chúng ta đây ạ. Chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F là có hai cái. Lúc này chúng ta ấn Shift X thì có phải tự nhiên chúng ta có viền không ạ? Nhìn cái viền của tôi chưa? Và cái viền này bạn muốn thay đổi cái biểu tượng đường gradient thì bạn được quyền làm sao? Tăng giá trị này. Năn chuột này. 90, 60. Thấy cái chỗ nào nó bắt sáng nhiều thì chúng ta dừng lại. Xong. Tiếp theo. Cái phần chữ bên trong. Chữ bên trong thì các bạn nhớ là muốn chọn được cái chữ dưới thì bằng cách nào? Cái này đang là nét mà. Khóa lại. Ctrl 2. Tiếp theo. Chọn cái này đúng không? Ctrl C, Ctrl F là có nghĩa là có hai cái lớp này này. Chúng ta sẽ cho hòa trộn, đó là gì? Làm sáng ảnh. Để cho cái màu này nó bắt mắt hơn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, sau khi đã làm xong, chúng ta chọn và quét qua tổng quan của đối tượng chữ. Giữ Shift loại trừ đi phần nền và đẩy lui vào trong để nó căn đúng bằng. Cái này chưa mở khóa. Object. Chọn vào Ctrl+2. Như này, quét qua này. Giữ Shift loại trừ phần nền này. Đẩy vào trong. Để nó làm sao căn đúng bằng từ trên xuống, từ đây này, kéo xuống đây này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, và lúc này tôi đã làm cho các bạn xong một sản phẩm liên quan đến một cái bìa, liên quan đến việc thiết kế của các bạn rồi. Các bạn hiểu cái tôi chưa? Và đây là một trong những cái bài mà để chúng ta có thể kiếm được tiền thì chúng ta phải làm như vậy đấy. Và tôi cũng nói rất là kỹ cho các bạn đây. Từ phiên bản này các bạn nhìn thấy chưa? In ra chúng ta sẽ nhìn một tờ giấy A4 nó tầm như này và chúng ta đi từ trên xuống dưới thì cái phần file thiết kế chúng ta thiết kế rất là kỹ. Nhìn thấy không ạ? Căn chỉnh, cân đong đo đếm của chúng ta như này. Thì đây là phương án bìa của thiết kế của chúng ta về một cái dòng sản phẩm mới ra. Các bạn có thể liên quan đến tờ rơi, các bạn in xong bạn phát cho khách hàng. Khách hàng ơi cho tôi nghiên cứu cái này được không ạ? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi và thử cho tôi một cái phương án này nhá. Tôi sẽ gửi toàn bộ tư liệu này cho các bạn để các bạn sẽ làm cho tôi cái này này, gradient, cái này blend, cái này ảnh có sẵn rồi, cái này độ xô lệch là dùng cell. Tiếp theo vắt chéo blend, tách đánh, nhìn thấy không ạ? Thực ra trông thế thôi nhưng không nhiều đâu, không nhiều công nghệ đâu. Nhưng chẳng qua chúng ta tạo ra những hình khối này để nó có sự khác biệt thiết kế thôi ạ. Các bạn sẽ thấy rằng là không có thiết kế nào giống như kiểu như này. Nếu chúng ta đã làm. Và các bạn biết là tại sao tôi đã phải chọn vào cái này không ạ? Bởi vì tôi có phiên bản thứ hai là Dynamic View thì làm theo kiểu như này. Còn phương án thứ hai cho các bạn xem. Ctrl O. Phương án số 1 của chúng ta nằm như này cơ. Chúng ta chọn vào thiết kế 1 và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là thiết kế số 1. Còn hầm hố hơn. Ctrl trừ nhá. Đây cũng là với một chủ đề mới. Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Cái này rất giống trong thang máy. Đã giờ vào thang máy nhìn thấy người ta quảng cáo về xe chưa? Đấy. Và cái này trong đây nó có thứ nhất logo ghép ảnh. Đặt vào thì không nói rồi. Cái này cho ảnh vào trông vào khung. Cái này làm chữ bằng đồng. Nhưng mà trong chữ này của tôi là có cả chữ xước này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Cái này thì nó sẽ thiên về cái chuyện là chúng ta làm ra một phiên bản tính năng của đối tượng. Nhìn ra quà tặng 55 triệu đồng. Đó. Đây là cái thứ hai. Và tất nhiên những cái này nó sẽ mang hướng của việc kiếm tiền. Có nghĩa là làm được cái này thì bạn yên tâm một điều rằng bạn kiếm tiền được là cái chắc. Nha. Ok, và chúng ta đã xử lý chỉnh chu rồi. Chúng ta đã xử lý về con chữ rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi cho ảnh cho các bạn và các bạn làm cho tôi. Tạm dừng.